hôm nay ngày 29 tháng 1 năm 2017 Chủ nhật thứ tư mùa thường niên năm A mùng 2 Tết Đinh Dậu Trích sách tiên tri Sophonia Hãy tìm Chúa hỡi tất cả các người hiền lành trong nước là những kẻ tuân giữ luật Chúa Hãy tìm công lý hãy tìm sự khiêm nhường. Nếu các ngươi muốn được che chở trong ngày thịnh nộ của Chúa, ta sẽ để sống sót lại giữa ngươi một dân tộc khiêm tốn và nghèo hèn, biết tin tưởng vào thánh danh Chúa. Kẻ sống sót của Israel sẽ không làm điều bất công, sẽ không nói dối, miệng chúng sẽ không nói lời phỉnh gạt, vì chúng sẽ được chăn dắt và nằm ngủ không bị quấy rầy đó là lời Chúa, ta ơn Chúa. Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó vì nước trời là của họ. Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho người bị áp bức và ban cho những kẻ đói được cơm ăn. Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội. Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó Vì nước trời là của họ Thiên Chúa mở mắt những kẻ đuôi mù Thiên Chúa giải thoát những kẻ bị khổm lưng phước phu Thiên Chúa yêu quý các bậc hiền nhân Thiên Chúa che chở những khách kiều cư Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó Vì nước trời là của họ thiên chúa nâng đỡ những người mồ côi qua phu và làm rối loạn đường neo đưa ác nhân thiên chúa sẽ làm vua tới muôn đời Si ôn hời đức thiên chúa của ngươi sẽ làm vua từ đời này sang đời khen phục cho những ai có tinh thần nghèo khó vì nước trời là của họ Đức thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, anh em hãy xem ơn kêu gọi của anh em. Vì trong anh em không có mấy người khôn ngoan theo xác thịt, không có mấy người quyền thế, không có mấy người sang trọng. Nhưng điều mà thế gian cho là điên dại thì thiên Chúa đã chọn để làm cho những người khôn ngoan phải xấu hổ điều mà thế gian cho là yếu hèn thì Thiên Chúa đã chọn để làm cho những gì là mạnh mẽ phải hổ ngươi. Thiên Chúa đã chọn những điều hèn hạ đối với thế gian, những điều bị khinh chê, những điều không không, để phá hủy những điều hiện hữu, hầu mọi xác thịt không thể vinh vang trước mặt người. Chính do người mà anh em ở trong Chúa Giêsu Kitô đắng do Thiên Chúa đã trở nên sự khôn ngoan, sự công chính, sự thánh hóa và sự cứu rỗi cho chúng ta. Ngõ hầu như đã chép, ai tự phụ thì hãy tự phụ trong Chúa. Đó là lời Chúa, ta ơn Chúa. Alleluia, Alleluia. Chúc tôn đơn nhân danh chúa mà đến bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời an lê lui giang tin mừng chúa giêsu kitô theo thánh mát theo lạy chúa vinh danh chúa khi ấy chúa giêsu thấy đoàn lũ đông đảo người đi lên núi và lúc người ngồi xuống các môn đệ đến gần người Bây giờ người mở miệng dạy họ rằng Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó vì nước trời là của họ Phúc cho những ai hiền lành vì họ sẽ được đất nước làm cơ nghiệp Phúc cho những ai đau buồn vì họ sẽ được ủi an Phúc cho những ai đối khác điều công chính vì họ sẽ được no thỏa Phúc cho những ai hay thương xót người vì họ sẽ được xót thương phúc cho những ai có lòng trong sạch vì họ sẽ được nhìn xem thiên chúa phúc cho những ai ăn ở thuận hòa vì họ sẽ được gọi là con thiên chúa phúc cho những ai bị bách hại vì lãi công chính vì nước trời là của họ phúc cho các con khi người ta ghen ghét bách hại các con và bởi ghét thầy họ vu khống các con mọi điều gian ác các con hãy vui mừng hân hoan vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời. Đó là lời Chúa, lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Chúa muốn con người hạnh khúc phúc. Bài của Linh Mục An Tôn Nguyễn Văn Độ Chủ nhật thứ tư thường niên năm A năm nay trùng vào ngày mùng 2 Tết nguyên đáng năm 2017. Thật là ý nghĩa khi chúng ta nghe lại đoạn tin mừng bắt theo chương 5 câu 1 đến câu 12A. Đọc trong Thánh lễ Giao Thừa chúng ta có thể khẳng định rằng Thiên Chúa muốn chúng ta là những người hạnh phúc. Suy diễn này không có quá ảo tưởng vì vào khởi đầu của Kitô Tô Giáo các thành phần của giáo hội cũng được gọi là những người diễm phúc. Thiên Chúa là hạnh phúc. Ngài luôn muốn chúng ta hạnh phúc, nên Ngài thi ân giáng phúc cho chúng ta. Ngài muốn chúng ta không chỉ hạnh phúc tạm thời, mà còn hạnh phúc luôn mãi cả đời này và đời sau. Quả thật, người Kitô nhờ bí tích rửa tội được kết hiệp với Chúa Giêsu là quả phúc nơi cung lòng Đức Maria là đấng đầy ơn phúc nên chúng ta hạnh phúc là lẽ đương nhiên ngày đầu năm chúng ta đã đi chúc tết nhau ngoài bánh chân bánh tét hoa đào hoa mai có lẽ không gì nhiều bằng lời chúc ai cũng muốn dành cho những lời chúc tốt đẹp nhất cho gia đình người thân bạn bè trong những ngày này và ngược lại ai cũng muốn mình được nhận nhiều những lời chúc về phương diện con người, điều đầu tiên trong năm mới chúng ta cầu chúc cho nhau là bình an, hạnh phúc, vui vẻ, may mắn. Người có đạo còn chúc nhau được đầy niềm vui và phúc lành của Thiên Chúa. Về phía Thiên Chúa, vì Ngài là nguồn mạch mọi ân phúc, Ngài yêu thương con người và hằng mong muốn con người được hạnh phúc. Ngài sẵn sàng chúc phúc cho chúng ta. Ngài vui khi nhìn thấy chúng ta mạnh khỏe cả thể xác lẫn tâm hồn. Cha mẹ nào mà không vui khi thấy con cái mình lớn lên, khôn ngoan, khỏe mạnh, huống chi là Thiên Chúa đấng đã dựng nên chúng ta, không để chúng ta hư không đời mà lại sinh ra cho ta được làm người, lại cho ngươi hai xuống thế làm người để cứu độ, giải thoát ta khỏi mọi tội lỗi và sự dữ, cứu chúng ta khỏi án phạt đời đời, Đoạn tin mừng đọc trong thánh lễ hôm nay minh chứng rõ ràng rằng Thiên Chúa muốn chúng ta là những người hạnh phúc. mất theo chương 5 câu 1 đến câu 10. Hạnh phúc thật theo Chúa Giêsu phán trong tin mừng mất theo chương 5 câu 1 đến 12. Nghe xong nhiều người không khỏi ngạc nhiên và sửng sốt bởi vì những người mà người đời coi là khờ dại, bất hạnh và đáng thương đáng thương hại theo Chúa Giêsu lại là những người có phúc. Lý do là vì họ sống tinh thần nghèo khó. Mặc dù họ giàu sang có tiền của, sống tinh thần nghèo khó không cậy dựa vào tiền của, nhưng phó thác vào quyền năng của Chúa. Họ còn là những người hiền lành, những người đau khổ, những người đối khác sự công chính. Những người có lòng trong sạch, những người ăn ở thuận hòa, và những người bị bất hại vì lẽ công chính. Đó là những người được Thiên Chúa chúc phúc. Chúa Giêsu là hiện thân của Chúa Cha là hạnh phúc. Người cũng muốn chúng ta có được hạnh phúc nên đã vạch ra cho chúng ta con đường tám mối phúc thật để tất cả chúng ta đi theo mà trở thành phúc nhân. Con đường Chúa đã đi khi còn sống thân phận lữ thứ trần gian như chúng ta. Phúc cho những ai nghèo khó trong tinh thần phúc cho những ai đau khổ, phúc cho những kẻ hiền lành, phúc cho những ai đối khác sự công chính, phúc cho những kẻ có lòng nhân từ, phúc cho những ai có lòng trong sạch, phúc cho những ai hoạt động cho hòa bình, phúc cho những ai bị bất hại vì lẽ công chính. Trước thềm năm mới, chúng ta hãy khẩn cầu các thánh là những người đã được xem là phúc nhân. Đặc biệt, xin mẹ Maria là đấng đầy ân phúc, giúp con cái mẹ trở thành những phúc nhân trong năm mới nhất là trước tòa chúa giêsu kitô con mẹ đến muôn thuở muôn đời amen bài của linh mục an Tôn, nguyễn văn độ Đứng núi này trong núi nọ một tác giả nọ đã kể lại một câu chuyện ngụ ngôn về con lừa, con rùa và một con ruồi mà tuổi thọ chỉ võng vạn một ngày như sau. Nhận thấy kiếp sống của mình quá vắng vỏi, con ruồi đã than thân trách phận như sau. Nếu tôi có được nhiều thì giờ hơn thì có lẽ mọi sự sẽ dễ dàng hơn. Các bạn cứ nghĩ xem, chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ, tôi phải sinh ra, phải lớn lên, phải học hỏi kinh nghiệm, phải vui hưởng cuộc sống, phải đau khổ, phải già, rồi cuối cùng phải chết. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Con lừa quanh năm ngày tháng chỉ bị đầy lòa, trong những việc nặng nhọc thì lại than vãn. Giả như tôi chỉ có 24 tiếng đồng hồ để sinh ra để sống thì có lẽ tôi sẽ hạnh phúc hơn. Bởi vì cái gì tôi cũng nếm thử được một chút và cái gì tôi cũng chỉ phải chịu đựng trong một khoảnh khắc. Đến lượt con rùa nó phát biểu như sau: Tôi không hiểu được các bạn. Tôi đã sống được 300 năm nhưng tôi vẫn không thấy đủ giờ để kể hết những kinh nghiệm tôi đã trải qua. Khi được 200 tuổi, tôi chỉ ước mơ được chết cho xong. Tôi thương hại chú rồi nhưng tôi lại ghen với ông bạn lừa. Sau khi đã kể cho nhau nghe kinh nghiệm sống của mình, xem chừng như không thấy ai thỏa mãn kiếp sống của mình, người thì than phiền sống quá ngắn người thì ngán ngẩm vì sống quá lâu cuối cùng ba chú mới rủ nhau đến vấn kế con nhện vì con nhện vẫn được xem là một con vật khôn ngoan sau khi nghe mọi lời kể lể con nhện mới dõng dạc ban cho mỗi người một lời khuyên với con rùa nó nói như sau hỡi lão rùa già đừng than phiền nữa hỏi thử có ai được giàu kinh nghiệm cho bằng lão chưa Quay sang con ruồi con nhện ra lệnh Hỡi chú ruồi, Chú cũng đừng than thăng trách phận nữa Hỏi thử có ai có nhiều trò vui cho bằng chú không Với chú lừa thì xem ra là cảnh cáo của con nhện có vẻ nặng nề hơn cả Còn đối với ông bạn lừa Tôi không có lời khuyên nào cho ông bạn cả Ông bạn là người bất mãn suốt đời Ông bạn vừa muốn được sống lâu như lão rùa Lại vừa muốn sống ngắn ngủi như chú ruồi. Trời nào có thể làm vừa lòng chứ? Câu chuyện ngủ ngôn trên đây có thể nói lên sự bất mãn thường xuyên trong tâm hồn của con người: thất bại hay thành công, nghèo hàng hay sang trọng, dốt nát hay thông minh, bệnh tật hay khỏe khoắn xem chừng như không bao giờ con người cảm thấy hoàn toàn hài lòng với chính mình, với người khác và với cuộc sống: con người dễ dàng đứng ở núi này nhìn sang núi nọ. Tự trung có lẽ sự bất mãn là biểu hiện của một thiếu sót lớn lao trong tâm hồn con người Đó là thiếu sót tình yêu Có tình yêu người ta sẽ không còn bất mãn Có tình yêu xem chừng người ta cũng không màng đến thời gian Một tác giả nào đó đã nói Thời gian quá chậm đối với những kẻ chờ đợi và sợ hãi Thời gian đã quá dài đối với những kẻ than phiền Nhưng với những người đang yêu thì thời gian không còn nữa. Phải chăng tình yêu không là liều thuốc để chữa trị căn bệnh bất mãn trong lòng người? Có chấp nhận chính mình, có yêu thương chính mình, chúng ta sẽ không còn phải than thân trách phận nữa. Có yêu thương tha nhân, chúng ta sẽ thấy được tha nhân là nguồn hạnh phúc của mình. Có yêu đời, chúng ta mới thấy đời dễ thương